Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, về mặt kỹ thuật, Nga đã sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân. Và nếu Mỹ đưa quân tới Ukraine, Nga sẽ coi đó là động thái leo thang đáng kể cuộc chiến. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Rossiya 1 và RIA, khi được hỏi liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân hay chưa, ông Putin khẳng định, từ quan điểm kỹ thuật quân sự, Nga đã sẵn sàng. Tổng thống Putin nhấn mạnh sự hiện đại của bộ ba hạt nhân của Nga, gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga cũng có thể làm điều tương tự. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, Mỹ hiểu rằng nếu triển khai lính Mỹ trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine, thì Nga sẽ coi hành động này là can thiệp quân sự. Quốc hội Pháp đã thông qua Hiệp ước An ninh về Ukraine, được ký kết giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée hôm 16 tháng 2. Hiệp ước An ninh 10 năm giữa Pháp, Ukraine, bao gồm các cam kết của Paris về cung cấp thêm vũ khí, huấn luyện binh lính và gửi viện trợ quân sự lên tới 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào năm 2024. Sau nhiều tranh cãi, các nhà lập pháp Pháp cuối cùng đã ủng hộ hiệp ước với tỷ lệ 372 phiếu ủng hộ, 99 phiếu chống và 101 phiếu trắng. Các cuộc tranh luận căng thẳng và lượng phiếu trắng lớn đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ nước Pháp về chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron đối với Kiev. Trả lời họp báo, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, khoản viện trợ này được trích từ Quỹ tiết kiệm chi phí ngoài dự kiến của Bộ Quốc phòng Mỹ và sẽ được sử dụng cho các loại đạn pháo và đạn dược cho hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Dù vậy, ông Sullivan cho rằng số vũ khí và đạn dược này cũng chỉ đủ duy trì được trong vài tuần, không đủ để đáp ứng nhu cầu chiến trường của Ukraine. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang cạn kiệt đạn dược ở mức nguy hiểm. Đề xuất viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho phía Kiev vẫn đang kẹt lại ở Quốc hội Mỹ trong nhiều tháng qua, khi Đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa tìm được tiếng nói chung. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành đủ phiếu để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa, chỉ sau vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden cũng đạt thành tích tương tự bên đường đua Đảng Dân chủ. Hãng tin CNN đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có đủ phiếu đại biểu để giành vị trí ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Ông Trump đã có 1.228 phiếu đại biểu, vượt mốc 1.215 phiếu đại biểu cần thiết sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Washington. Vị cựu Tổng thống sẽ chính thức được đề cử tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa tại thành phố Milwaukee, bang Washington vào tháng 7 tới. Trước đó chỉ vài giờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành đủ 1.968 phiếu đại biểu để trắc suất đại diện Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Biden sẽ được đề cử chính thức tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào tháng 8. Như vậy, trận tái đấu được chờ đợi giữa hai ứng cử viên gần như chắc chắn sẽ diễn ra vào tháng 11. Khác với năm 2020, ông Trump lần này tranh cử trong bối cảnh bị truy tố với 91 cáo buộc hình sự. Với chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại 6 bang diễn ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay đã giành được 2.011 phiếu đại biểu, vượt con số 1.968 phiếu cần thiết để nhận được đề cử của Đảng Dân Chủ. Kể từ đầu mùa bầu cử đến nay, ông Biden đã giành chiến thắng ở 19 trong tổng số 20 bang, có được 99% phiếu bầu đại biểu tại các bang này. Ông mới chỉ thua ở vùng lãnh thổ Samoa. Tổng thống Biden đã cán đích chỉ sau 38 ngày kể từ khi Đảng Dân Chủ bắt đầu mùa bầu cử sơ bộ. Tốc độ này thậm chí nhanh hơn so với thành tích mà người tiền nhiệm Donald Trump đã đạt được trong mùa bầu cử sơ bộ năm 2020. Về phía Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cũng sắp cán đích để nhận được đề cử. Ông hiện có 1.132 phiếu đại biểu, trong khi ông cần 1.215 phiếu để chính thức được đề cử. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều đã giành được đủ phiếu đại biểu để trở thành đại diện của đảng mình ra tranh cử, tiến rất gần tới màn tái đấu trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Sau khi giành chiến thắng quyết định trong cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang Georgia và Mississippi ngày 12 tháng 3, đương kim Tổng thống Joe Biden đã có đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2024 của Đảng Dân Chủ. Đến nay, số phiếu đại biểu mà ông Biden có là 2.099, vượt mức tối thiểu cần thiết là 1.968. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được sự ủng hộ của 1.228 đại biểu, vượt ngưỡng 1.215 phiếu cần thiết để được đề cử làm ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng Hòa sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Washington. Như vậy, ông Biden và ông Trump sẽ lại đấu với nhau trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Đây là kịch bản mà giới chuyên gia và truyền thông đã dự báo từ lâu.
Giới quan sát dự báo, kết quả bầu cử tháng 11 tới sẽ rất xít sao với khoảng cách giữa hai ứng cử viên có thể sẽ chỉ là vài nghìn lá phiếu tại một số bang chiến địa. Chương trình Lương thực Thế giới WFP thông báo hàng cứu trợ đủ dùng cho 25.000 người lần đầu tiên được vào thành phố Gaza sau nhiều tuần. WFP nhấn mạnh, với việc người dân Gaza đứng bên bờ vực của nạn đói, cộng đồng quốc tế cần thực hiện việc phân phối hàng cứu trợ hàng ngày và cần mở thông các cửa khẩu trực tiếp vào phía bắc Gaza. Thông tin trên xuất hiện tại thời điểm các tổ chức nhân đạo Liên Hợp Quốc hoan nghênh tàu cứu trợ Open Arms đã rời cảng ở đảo Ship để cập bến Gaza, mang theo 200 tấn hàng viện trợ. Tuy nhiên, nguồn hàng bằng đường biển này không thể thay thế việc chuyên chở bằng đường bộ đối với Gaza khi cư dân tại đây đứng trước nguy cơ nạn đói. Một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, phong trào này đã chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Quan chức trên xác nhận với báo Al Arabiya rằng đại diện của Hamas dự kiến sẽ tới thủ đô Cairo của Ai Cập trong những ngày tới để thảo luận các chi tiết cuối cùng và việc thực hiện thỏa thuận. Theo đề xuất gần đây nhất, thỏa thuận cũng sẽ quy định sự trở lại dần dần của những người Palestine di tản khỏi Gaza. Israel sẽ thả tù nhân Palestine theo tỷ lệ 10 người, đổi lấy một con tin bị Hamas bắt giữ. Trước đó, vòng đàm phán mới nhất tại Cairo vừa qua, không có sự tham gia của Israel đã bị gián đoạn. Israel đã chấp nhận các điều khoản ngừng bắn kéo dài 6 tuần để đổi lấy việc thả một số con tin bị Hamas bắt giữ. Trong khi đó, Hamas cho biết sẽ chỉ chấp thuận một thỏa thuận dựa trên lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm chấm dứt xung đột và bao gồm việc Israel rút quân khỏi dải Gaza thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời. Quân đội Sudan tuyên bố đã giành quyền kiểm soát trụ sở đài phát thanh và truyền hình quốc gia từ tay lực lượng bán vũ trang RSF đối địch, trong một động thái được đánh giá là tiến triển rất đáng kể trong suốt 11 tháng xung đột vừa qua giữa hai bên. Theo hình ảnh được quân đội Sudan đăng tải, lực lượng này đã thu giữ nhiều phương tiện và vũ khí trong khu vực, gần với tòa nhà trụ sở đài phát thanh và truyền hình ở phía tây bắc thủ đô Khartoum. Trước đó, tòa nhà này đã bị lực lượng RSF chiếm giữ kể từ khi xung đột nổ ra giữa hai bên hồi giữa tháng 4 năm ngoái. Việc chiếm giữ trụ sở cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia sẽ mở rộng quyền kiểm soát của quân đội ở phía bắc thành phố Omdurman dọc bên bờ sông Nin, trong khi RSF vẫn duy trì quyền kiểm soát tại phía nam và tây của thành phố này. Một vụ nổ nghi do khí ga đã làm rung chuyển một thị trấn ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, gây thiệt hại một số công trình và khiến một số người bị thương. Theo đó, vụ nổ xảy ra tại nhà hàng ở tầng trệt trong khu dân cư cũ tại huyện Tam Hà, cách thủ đô Bắc Kinh chưa đầy 50 km về phía đông. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của các nạn nhân. Đoạn video được truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy một vụ nổ lớn gây cháy dữ dội và tạo ra những đám khói bốc lên cùng những mảnh vỡ vương vãi khắp con đường đông đúc gần đó trong giờ cao điểm buổi sáng. Một video khác trên mạng xã hội cho thấy một tòa nhà dường như đã sụp đổ hoàn toàn và lửa cũng đã thiêu rụi một số ô tô. Hiện giới chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nghị viện châu Âu EP đã thông qua một đạo luật mới yêu cầu các quốc gia thành viên thúc đẩy việc cải tạo các tòa nhà để tiết kiệm năng lượng hơn và giảm lượng khí thải carbon của Liên minh châu EU. Tổng cộng 370 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trong khi 199 người phản đối và 46 người bỏ phiếu trắng. Các tòa nhà sử dụng 40% tổng năng lượng tiêu thụ của toàn EU và hầu hết được sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch. Theo luật mới, 27 quốc gia thành viên EU sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn mới cho các tòa nhà không phải nhà ở, như văn phòng hoặc bệnh viện, và có thể sử dụng nguồn vốn của EU để giúp chúng tiết kiệm năng lượng hơn. Các tiêu chuẩn này cũng có thể được áp dụng cho các tòa nhà dân cư, nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải cải tạo đối với từng chủ nhà. Còn trên thế giới, bệnh Parkinson, một chứng rối loạn thần kinh đã gây ảnh hưởng tới hơn 10 triệu người trên toàn thế giới và hiện thì vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị hoàn toàn do chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh chính xác. Và trước thực trạng này, thì các nhà khoa học người Thụy Sĩ đã ứng dụng nghiên cứu robot gây ảo giác nhằm tìm kiếm liệu pháp điều trị tốt hơn cho những người mắc bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson không trực tiếp gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, nhưng lại gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Các triệu chứng thường gặp ở những người mắc Parkinson là run, cứng khớp, mất ngủ, trầm cảm, lo lắng, thậm chí là mất trí nhớ. Bên cạnh đó, bệnh Parkinson thường gặp phải tình trạng gọi là ảo giác hiện diện, một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Người bệnh tưởng như mình nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy những việc mà thực tế lại không có thật. Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ cho biết, khi họ sử dụng thực tế ảo và robot, những bệnh nhân trải nghiệm robot gây ảo giác có xu hướng nhìn thấy nhiều người hơn thực tế. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một ngón tay robot chọc vào lưng người bệnh nhưng không đồng bộ với chuyển động của bản thân họ. Với công nghệ này, người khỏe mạnh bình thường cũng có ảo giác như người mắc bệnh Parkinson. Nhóm nghiên cứu hy vọng
Phương pháp cải tiến này có thể giúp chẩn đoán và theo dõi những bệnh nhân có nguy cơ suy giảm nhận thức. Nó bao gồm hai robot, một robot ở phía trước và một robot ở phía sau người tham gia. Người tham gia được yêu cầu cử động cánh tay phải của mình và hai robot cùng lúc bắt chước chuyển động. Tiếp theo, hai robot sẽ bắt chước chuyển động không cùng lúc để gây ra ảo giác hiện diện này ở nhiều người tham gia hơn. Các nhà khoa học đang nghiên cứu phương pháp có thể phát hiện chứng mất trí nhớ trước 10 hay 20 năm trước khi bệnh Parkinson biểu hiện rõ ràng. Như vậy, căn bệnh Parkinson có thể được phòng ngừa từ sớm. Một công ty ở Italia lần đầu tiên đã tiến hành thử nghiệm tàu vận chuyển cao tốc Maglev, hay còn gọi là tàu đệm từ, trên đường ray thông thường. Công nghệ này sẽ giúp giảm chi phí và tiêu tốn ít năng lượng trong bối cảnh ngành công nghiệp đường sắt đang cố gắng tìm kiếm các hệ thống hiệu quả hơn. Công ty công nghệ tiên tiến Iron Lab có trụ sở chính ở thị trấn Treviso phía bắc Italia đã trình chiếu đoạn video về cuộc thử nghiệm tàu cao tốc Maglev tại hội chợ thương mại Lespo 2024 ở vùng Veneto. Đoạn video cho thấy con tàu nặng 1 tấn đang di chuyển với tốc độ 70 km/h trên đoạn đường dài 2 km ở vùng nội địa Venice. Tàu Maglev sử dụng tác dụng của từ trường để nâng đoàn tàu trên đường ray, tạo ra một lớp đệm không khí có tác dụng ngăn cách vật lý giữa bánh xe với đường sắt, giúp làm giảm ma sát, tiếng ồn và độ rung. Điều này giúp mức tiêu thụ năng lượng và chi phí bảo trì giảm đáng kể cho cả phương tiện cũng như cơ sở hạ tầng. Công nghệ đệm từ trường Maglev đã từng được thử nghiệm trước đây, liên quan đến việc sử dụng cơ sở hạ tầng đặc biệt để tạo ra từ trường tương tác với hệ thống treo ô tô tải. Hệ thống trên bao gồm các cuộn dây được làm từ vật liệu dẫn điện với chi phí cao khi so sánh với đường sắt truyền thống. Một số đối thủ tiềm năng của chúng tôi đã thực hiện các thử nghiệm trên các đường ray đặc biệt được chế tạo phù hợp với phương tiện bay từ trường. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng minh được rằng phương tiện này còn có thể bay trên đường ray thông thường. Tại Iraq, có một người đàn ông đã dành cả cuộc đời tìm kiếm những viên đá trên dòng sông Tigris để biến chúng thành những báu vật. Dù chưa từng được học nghề chế tác đá quý, thế nhưng sản phẩm làm ra từ đôi bàn tay của ông đã được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Ông Hashin Suan dành cả ngày đi bộ dọc theo sông Tigris, kiểm tra kỹ lưỡng từng viên đá, viên sỏi nằm dọc bờ sông với hy vọng phát hiện ra những viên ngọc quý nhằm biến chúng thành nhẫn và những đồ trang sức khác. Tôi đã tìm thấy rất nhiều đá ở các khu trầm tích và miền núi, đặc biệt là đá mã não. Chúng tôi tìm kiếm đá mã não, thạch anh và ngọc thạch anh bởi những loại này gắn liền với bề mặt trái đất. Người đàn ông 58 tuổi này cho biết ông chưa bao giờ chính thức học nghề thủ công này, nhưng có được kỹ năng từ việc xem video trên YouTube của các chuyên gia chế tác đá ở Indonesia. Tôi phân biệt đá bằng cách đo mật độ và thử độ cứng của nó. Chúng tôi không có phòng thí nghiệm để phân tích thành phần của đá. Chúng tôi cũng không có thiết bị tiên tiến để kiểm tra nó thông qua máy X-quang. Sau khi chế tác những viên đá quý này thành đồ trang sức, ông đem bán những món đồ này ở thành phố Mosul với giá dao động từ 20 tới 40 đô la Mỹ, tùy thuộc vào loại đá quý. Viện Mông Xanh Misen là một trong những công trình nổi tiếng nhất nước Pháp, thu hút khoảng 3 triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Tu viện nằm ở một vị trí độc đáo trên một hòn đảo chỉ cách đất liền gần 1 km. Và thưa quý vị, sự hùng vĩ và bí ẩn của tòa lâu đài trong cổ tích này cũng khiến cho các nhà làm phim đã lựa chọn nơi đây để làm bối cảnh của bộ phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Tu viện Mông Xanh Misen được thành lập vào năm 966, rộng gần 70.000 m2, nằm ngoài khơi Đại Tây Dương và được xây dựng theo kiến trúc cổ tích. Trước đây, tu viện được nối với đất liền bằng một cây cầu, nhưng hiện tại, một con đường đã được xây dựng để phục vụ du khách và người hành hương. Tuy nhiên, người ta chỉ có thể đến tu viện bằng đường bộ khi nước chiều xuống. Còn khi chiều lên, tu viện nổi lên khỏi mặt nước như một ốc đảo tuyệt đẹp giữa biển khơi mênh mông. Nhiều du khách đã có mặt tại đây để chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp này. Thật kỳ diệu khi được nhìn thấy Mont Saint-Michel trở thành một hòn đảo. Tôi quay lại Mont Saint-Michel hàng năm, nhưng lần nào chứng kiến sự biến đổi khung cảnh này, tôi vẫn thấy rất ấn tượng. Chiêm ngưỡng phong cảnh vịnh Mont Saint-Michel, ngắm nhìn công trình kiến trúc độc đáo tồn tại hàng thiên niên kỷ. Các du khách có thể cảm nhận được sự vĩ đại và giá trị lịch sử trường tồn của tu viện. Công trình được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1979.
Màu xanh Michelin vẫn luôn giữ được sự nổi tiếng của mình trong suốt các thời kỳ, chỉ đứng sau tháp Eiffel và cung điện Versailles. Ở công trình vừa rồi đã khép lại Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem lại những chương trình đã phát sóng thì quý vị có thể truy cập vào website hanoionline.vn hoặc các nền tảng số như YouTube, Facebook hoặc ứng dụng Hà Nội On. Xin kính chào và hẹn gặp lại.